Kính chào quý khán thính giả. Sau khi phát sóng video 10 cặp từ thông dụng đồng nghĩa nhưng sử dụng khác nhau, có nhiều quý khán thính giả thắc mắc cấu trúc câu make of và make from. Sao trong ví dụ lại để là made of và made from? Câu hỏi này hoàn toàn có lý bởi đây là cấu trúc bị động mà Mr. Định chưa từng chia sẻ với quý vị. Chính vì vậy, trong bài hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ kiến thức đơn giản về câu bị động để quý vị tiện theo dõi. Phần số 1, câu bị động là gì? Trong tiếng Việt chúng ta có hai từ diễn tả bị động, đó là bị và được. Ví dụ nói, tôi đã được tặng một món quà hay tôi bị một con muỗi nó cắn. Thì hai câu này nói trong tiếng Anh chúng ta phải dùng câu bị động. Tuy nhiên để nói từ bị và được trong tiếng Anh khá phức tạp, nó phức tạp hơn tiếng Việt rất nhiều, vì cấu trúc câu bị động có nhiều dạng. Nhưng dù là dạng nào, thì quý khán thính giả cũng chỉ cần nhớ duy nhất một cấu trúc sau đây, mà bất kỳ câu bị động nào cũng có, đó là cấu trúc to be cộng với động từ thêm đuôi id hoặc quá khứ phân từ post participle nếu là động từ bất quy tắc. nội dung thứ hai nếu chúng ta hình thành câu bị động thì cần những gì vì cấu trúc bị động chỉ có hai thành tố to be và động từ thêm đuôi id hoặc past participle nếu là bất quy tắc nên chúng ta chỉ cần đảm bảo hai yếu tố này một là thi của động từ to be khi sử dụng câu bị động chúng ta chỉ cần chia động từ to be cho hợp thì là được yếu tố thứ hai là thêm đuôi id vào động từ nếu là có quy tắc, còn bất quy tắc thì chúng ta phải nhớ past participle. Chính là cột thứ ba trong bảng động từ bất quy tắc. Nội dung thứ ba, vậy thì câu bị động có mấy dạng? Xin thưa với quý vị, là câu bị động có hai dạng chính. Dạng một, đó là chia theo thì. Tiếng Anh có tới 16 thì, nhưng Mr. Định chỉ xin chia sẻ câu bị động của 7 thì thông dụng nhất để quý khán thính giả tiện theo dõi. Thì thứ nhất đó là hiện tại đơn. Cấu trúc bị động to be chia theo hiện tại đơn đó là am, is, are. Sau đó cộng với động từ thêm nuôi id hoặc là past participle quá khứ phân từ. Ví dụ trong video 10 cụm từ đồng nghĩa nhưng sử dụng khác nhau, Mr. Định có lấy ví dụ, chiếc nhẫn này được làm bằng vàng. This ring is made of gold. Thì ở đây quý khán thính giả có thể thấy, to be chia là is ở hiện tại, theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, this ring. Và made là quá khứ phân từ của động từ make. Chính vì vậy câu này chúng ta được This ring is made of gold. Hay loại rượu này được làm từ nho. This type of wine is made from grapes. Tương tự thì chúng ta thấy loại rượu này là một chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, chính vì vậy to be chia ở hiện tại đơn sẽ là is và made là quá khứ phân từ của make. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cấu trúc bị động của hiện tại tiếp diễn. Đó là am, is, are cộng với being và cộng với động từ thêm đuôi ed hoặc quá khứ phân từ past participle. Ví dụ, họ đang được đưa tới một siêu thị. They are being taken to a supermarket. They là một chủ ngữ ngôi thứ ba số nhiều, chính vì thế Công thức hiện tại tiếp diễn to be sẽ chia là a và to be thứ hai ở cấu trúc bị động chúng ta thêm in thể hiện đây là tiếp diễn và taken là quá khứ phân từ của động từ take. They are being taken to a supermarket. Tiếp theo là cấu trúc bị động ở thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc have hoặc has cộng với been cộng với động từ thêm đuôi ed hoặc quá khứ phân từ past participle. Ví dụ, tôi vừa bị con muỗi cắn. I have been beaten by a mosquito. Thì hiện tại hoàn thành luôn có hai trợ động từ phổ biến đó là have và has. Đi theo ngôi I sẽ là trợ động từ have. Và to be, bị động, chi ở hiện tại hoàn thành sẽ là been. Và bitten là quá khứ phân từ của động từ bite cắn và lưu ý rằng bởi ai bởi cái gì trong câu bị động chúng ta sẽ dùng giới từ by rất thông dụng quý khán tính giả cần nhớ by a mosquito I have been bitten by a mosquito Tiếp theo thì quá khứ đơn cấu trúc bị động sẽ là was hoặc là were của động từ to be. Đi sau vẫn là động từ thêm đuôi ed hoặc quá khứ phân từ past participle. Ví dụ, tối qua tôi bị con muỗi cắn. I was bitten by a mosquito last night. Thì chúng ta thấy to be mà chỉ ở quá khứ đơn theo chủ ngữ số ít I sẽ là was. Và bitten ở đây chính là quá khứ phân từ của động từ bite. I was bitten by a mosquito last night. Thì tiếp theo sẽ là thì quá khứ tiếp diễn, cấu trúc bị động sẽ là was cộng với were cộng với being và cộng với động từ thêm đuôi id hoặc past participle. Ví dụ 7 giờ tối qua, chúng tôi đang được hướng dẫn cách làm bánh. At 7 o'clock yesterday evening, we were being shown how to make a cake. Ở trong ví dụ này, chúng ta thấy were chia theo chủ ngữ số nhiều we. Và quá khứ tiếp diễn thì chúng ta cần phải thêm in vào be của cấu trúc bị động. Và shown là quá khứ phân từ của động từ show. At 7 o'clock yesterday evening, We were being shown how to make a cake. Cấu trúc bị động tiếp theo ở thì quá khứ hoàn thành. Had cộng với been cộng với động từ thêm đuôi ed hoặc past participle, quá khứ phân từ. Ví dụ: Chiếc xe bị cảnh sát kéo đi trước khi chủ của nó quay lại the car had been pulled away by the police before its owner it came back. Trong câu này chúng ta thấy had là trợ động từ của quá khứ hoàn thành. Been là to be ở cấu trúc bị động chia ở quá khứ phân từ và pull là động từ có quy tắc chúng ta cần phải thêm đuôi ed pulled the car had been pulled away by the police before its owner it came back Cấu trúc bị động tiếp theo đó là thì tương lai đơn. Chúng ta có will cộng với be cộng với động từ thêm đuôi ed hoặc past participle, quá khứ phân tử. Ví dụ, bạn sẽ bị phạt vì vứt rác ở đây. You will be fined for dropping litter here. Như chúng ta thấy will trợ động từ của tương lai đơn và cấu trúc bị động be cộng với verb thêm đuôi ed được giữ nguyên ở thì này. You will be fined for dropping litter here. Vừa rồi là 7 cấu trúc bị động của 7 thì thông dụng mà chúng ta hay sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dạng thứ hai của câu bị động, đó là đi sau động từ khuyết thiếu thì cấu trúc bị động sẽ giữ nguyên. Chúng ta có các động từ khuyết thiếu như can, could, may, might, should, must, have to. Or. Sau đó cộng với be cộng với verb id hoặc past participle. Ví dụ: Anh ấy có lẽ sẽ được tặng một chiếc xe. He might be given a car. He might be given a car. Hoặc nguồn nước cần phải được bảo vệ ngay lập tức. The water sources should be protected immediately. the water sources should be protected immediately. Tiếp theo, thực tế thì chúng ta còn một cấu trúc bị động đặc biệt khác, đó là cấu trúc bị động nhờ vả. Ở phần này, quý khán thính giả hãy xem lại video mà Mr. Đình đã từng chia sẻ, đó là cách nhờ vả ai đó làm gì. Đây là một cấu trúc bị động đặc biệt. Chúng ta hãy xem lại và tổng hợp với hai cấu trúc bị động trên sẽ hình thành một tổng thể cấu trúc bị động trong tiếng Anh. Thank you for watching and goodbye.